OSD 1 tb đầu tiên trên thế giới được bán hơn 10 triệu đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày một cao của các máy ảnh và quay video 4K, SanDisk mới đây đã giới thiệu và mở bán dòng thẻ nhớ micro có dung lượng lớn nhất từ trước tới nay, lên tới 1 TB. Tất nhiên là với dung lượng, như vậy, giá bán của nó sẽ không hề dễ chịu chút nào, khi lên tới sấp xỉ 450 đô la Mỹ, 10,5 triệu đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 5 lần so với những chiếc thẻ nhớ 512 GB của Samsung hay 10 chiếc thẻ nhớ dung lượng 400GB từ chính SanDisk. Cùng số tiền bỏ ra, người dùng thậm chí có thể mua được một chiếc máy ảnh cao cấp, một chiếc smartphone hay iPad. Theo Tom S. Guy, chiếc thẻ nhớ có dung lượng 1TB đầu tiên trên thế giới sở hữu tốc độ đọc độ 100MB trên S và tốc độ ghi 90MB trên S. Tuy nhiên nếu có nhu cầu cao hơn, người dùng có thể tìm mua phiên bản Extreme Pro với tốc độ đọc độ lên tới 170MB trên S cao hơn 60 đến 70% so với các dòng thẻ nhớ thông thường. Tốc độ ghi chép dữ liệu này là nhằm đáp ứng nhu cầu ghi hình 4K trên nhiều dòng máy ảnh GoPro và smartphone cao cấp. Bên cạnh SanDisk, thì Samsung và Micron cũng là hai thương hiệu sắp ra mắt thẻ nhớ dung lượng 1TB. Tuy nhiên tốc độ đọc tối đa trên cả hai mẫu này chỉ dừng lại ở 100MB trên S và tốc độ ghi 95MB trên S. Nguyễn Nguyễn